Xin chào các bạn. Tháng 12 là một trong những tháng bùng nổ nhất của Vpop, khi hai người có mặt hot nhất Vpop, Sơn Tùng NTP và Jack cùng cho ra mắt những sản phẩm cực hot. Nhưng một khi ra cùng lúc như thế này cũng sẽ khiến xảy ra một số vấn đề nho nhỏ. Fan Sơn Tùng và fan Jack từ lâu đã ngấm ngầm cạnh tranh với nhau, một bên ra sức bảo toàn vị trí số 1 cho Sơn Tùng, một bên quyết tâm giúp Jack phá vỡ những kỷ lục trước đó được tạo nên. Trạng thái căng thẳng giữa hai fandom là điều bất kỳ ai cũng có thể thấy được. Bất kỳ khi nào hai cái tên Sơn Tùng và Jack đứng cạnh nhau, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một trận quyết đấu vô cùng căng thẳng. Và lần này, vấn đề được lôi ra tranh cãi tưởng chừng như là không một ai quan tâm đến, nhưng cũng đủ khơi mào trận chiến giữa hai fandom hùng hậu bậc nhất Vpop hiện tại. Độ phân giải giữa hai MV chúng ta của hiện tại và Đom Đóm. Cụ thể, nhiều người hâm mộ của Jack đã chỉ ra MV Đom Đóm của Jack có độ phân giải 4K, trong khi chúng ta của hiện tại từ Sơn Tùng MTP cao nhất chỉ dừng ở 1440 Full HD mà thôi. Trước khi bàn đến tính đúng sai của sự việc, thì đây là một thông tin có thật. MV chúng ta của hiện tại thậm chí trong lúc công chiếu cũng vấp phải không ít ý kiến cho rằng chất lượng hình ảnh bị mờ, không trăng nét như những sản phẩm khác. Trong khi đó thì MV Đom Đóm sở hữu những khung hình lung linh với độ phân giải lên mức cao nhất. Fan của hai bên đang tranh luận gay gắt đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có fan ý kiến, có vậy mà cũng soi, rảnh rỗi ghê. Jack vẫn đỉnh hơn, ekip vẫn đỉnh hơn, không nói nhiều. Sợ thật, MV của Sơn Tùng mờ căm. Có vậy thôi cũng chiến nhau cho được. Sơn Tùng có 240 mà vẫn ăn đứt Jack nhé. Cũng mới đây có một số hình ảnh cộng đồng mạng liên tục cãi nhau về chuyện Sơn Tùng NTP mua YouTube để chặn MV của Jack. Cuộc chiến nảy lửa giữa hai bên vẫn chưa kết thúc. Dường như không chỉ top 1 bị chặn mà view cũng bị chặn luôn. Fandom mình đông, cây cuốc khắp trong và ngoài nước, view không thể chậm và ít xịt như vậy được. Đợt này dở thủ đoạn đạp dìm Jack và Đom Đóm. Cũng trong một vụ việc bình chọn giải thưởng, một nick Facebook của bạn Thiên Ngân để chia sẻ: giải bị mua lượt vote rồi, mình không thắng nổi đâu. Nguyên ngày nay mà lượt vote lên ít cực, còn những người đứng đầu thì tăng vọt vọt. Mọi người vote cũng vô dụng. Giải này năm nào mà Sơn Tùng chả nhận, chắc công ty đó mua giải rồi. Có thể là cả fan nhà Jack và Sơn Tùng đang hiểu lầm với nhau, dẫn đến xảy ra những suy nghĩ như vậy. Nhưng nói đi nói lại, thì thời điểm ra MV cùng một lúc của hai ca sĩ lớn thì chắc chắn sẽ có những đấu tranh riêng. Và thành tích của Jack có thể chưa bằng Sơn Tùng ở thời điểm khi cả hai MV ra mắt công chiếu thì Sơn Tùng có đến 1,5 triệu lượt xem, nhưng Jack chỉ có 300.000 lượt xem công chiếu mà thôi. MV của Jack tròn 24 giờ kể từ khi ra mắt, theo số liệu quan sát được trên YouTube. MV Đom Đóm của Jack đã mang về 10,5 triệu lượt xem và 1 triệu lượt thích, vươn lên vị trí top 2 trending YouTube Việt Nam. Bên cạnh đó thì ở bảng xếp hạng Hot 14, Đom Đóm cũng chạm top 1 real time tổng cộng 38 lần sau 24 giờ. Nhưng nhờ vào sự nhiệt tình cày view của nhà Đom Đóm, sau hơn một tuần trụ vững trên top 1 trending YouTube thì Sơn Tùng cũng phải nhường lại ngôi vương cho Jack vào trưa ngày 28 tháng 12. Và với sự đầu tư khủng lần này, Sơn Tùng và Jack đều mang đến những sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng. Nếu như Sơn Tùng mang đến ca khúc nhẹ nhàng cùng những thước phim rất đẹp, tình tiết của MV được ví như là một bộ phim ngắn, thì Jack lại gửi đến cho khán giả một MV đầy cảm xúc dành tặng cho các fan hâm mộ. Và tạo hình thần tiên của Jack trong MV cũng được nhiều fan khen tặng. Thành tích chung của toàn Vpop qua đó cũng không hề có bất kỳ biến động nào. 4 vị trí dẫn đầu ở thành tích 24 giờ vẫn thuộc về Sơn Tùng MTP là Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây, Chạy Ngay Đi và mới nhất là Chúng Ta Của Hiện Tại. MV của Jack lọt vào top 5 toàn Vpop chính là sản phẩm kết hợp với KSCM, Em Gì Ơi. Và dù thế nào đi nữa thì gia đình Việt xin chúc mừng MV Chúng Ta Của Hiện Tại và MV Đom Đóm đã có những thành tích thật xuất sắc và cả hai đều chạm mốc được top 1 trending. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Hãy nhớ là like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé.